Xin chào quý khán giả xa gần, trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video này thì Xuân Mỹ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến cậu Út Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Và như thường lệ thì Xuân Mỹ sẽ cập nhật kênh Hồ Văn Cường Official trước để chúng ta cùng điểm qua một số cái lượt view trên kênh ha cả nhà. À đây kênh Hồ Văn Cường Official đây cả nhà, 143.000 người đăng ký ha. Và cái tuyển tập mới nhất là một lần gian dở là đã lên 42.000 rồi. 42.000. Giờ Xuân Mỹ xem bài khúc hát ân tình sao nha mọi người. À, khúc hát ân tình thì lên thêm được 7.000 nữa là 847.000 đây. Cả nhà ơi, 847 nè. Mọi người ơi, mọi người tập trung nghe nha, hôm nay 24 rồi. Rồi, đúng một tuần nữa, sẽ tới show diễn của thứ bảy tới là Rần Rần ở Quy Nhơn rồi. Xong rồi chủ nhật Rần Rần ở Hà Nội ha cả nhà. Nhưng mà trong thời gian này thì mình cứ tập trung nghe nhạc, ai không đi xem show thì nghe ha. Bài Đà Lạt Hoàng Hôn cũng lên 220.000 sub. Cổng mẹ audio thì 280. Buồn con sáu sậu thì 232, Thương Về Miền Đất Lạnh 108, còn mấy cái kia thì mấy chục lượt xem không à. Việc mà chúng ta nghe nhạc tăng view cho cậu Út Gò Công, nó không chỉ là thể hiện cái tình yêu thương của chúng ta dành cho cậu Út Gò Công mà nó còn giúp cho cậu Út Gò Công có thêm tiền trên kênh YouTube ha cả nhà. Ủng hộ từ xa như vậy. Rồi tin tức tiếp theo, Xuân Mỹ sẽ chuyển sang trang Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen thì mới vừa đây, mùa hè xanh 2023 sẽ chia một chút để mùa hè của bạn thêm ý nghĩa. Hoa Sen ơi, mùa hè xanh đang đổ bộ đến trường Đại học Hoa Sen của chúng ta rồi đấy. Để mùa hè thêm xanh, thêm rực rỡ, nhà Sen hy vọng sẽ nhận được nhiều sự chung tay ủng hộ từ quý thầy cô, các bạn sinh viên và tất cả mọi người. Mỗi một sự đóng góp là một phần để tạo nên những giá trị lớn đến các em nhỏ có gia đình khó khăn. Quyên góp hình thức chuyển khoản thì tài khoản của đoàn trường Đại học Hoa Sen, bằng hiện vật thì tập trắng, ba lô, dụng cụ học tập, gạo, dầu ăn. Ủng hộ các hoạt động gây quỹ khác của các chiến sĩ mùa hè xanh như là bán hàng, ngày hội gây quỹ. Hiện tại thì mùa hè xanh đang đặt bàn gây quỹ tại cơ sở Thành Thái đó nha. Hãy để mùa hè xanh là cánh tay trao đi yêu thương đến những người đang cần giúp đỡ, tạo một kỷ niệm đáng nhớ cho mùa hè này. Và đây nè, số tài khoản của đoàn trường ở Ngân hàng Quân đội cả nhà. Xuân Mỹ cho mọi người, các phụ huynh, nhất là phụ huynh có sinh viên, đây là tài khoản nè, Ngân hàng Quân đội của Ban chấp hành đoàn trường Đại học Hoa Sen. Phụ huynh của trường Đại học Hoa Sen muốn đóng góp cho hoạt động này thì chuyển khoản vô đây ha, để là ủng hộ mùa hè xanh 2023 đó, bằng những cái tấm lòng thiết thực nhất. Chủ tài khoản là Ban chấp hành đoàn trường Đại học Hoa Sen, Ngân hàng Quân đội. Xuân Mỹ rất thích những cái chương trình mùa hè xanh của sinh viên cả nhà, của các bạn sinh viên. Đó là những cái việc làm thiết thực, giống như cái thực tế, cho các bạn sinh viên có được những cái hình ảnh thực tế để thấy được xung quanh, thấy được cuộc sống khác, khác cái nơi mình ở đang diễn ra như thế nào, và nhất là thấu hiểu, chia sẻ, thấu hiểu, cảm thông cho những cái hoàn cảnh có khó khăn và những em học sinh vượt qua những khó khăn đó để đến trường như thế nào. Rồi đó là thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang fanpage của Cường thì vẫn là đăng cái thông tin của show diễn ở Quy Nhơn và show diễn của Hà Nội. Cái trang fanpage này nè cả nhà, 5.700 người theo dõi ha. Có cái địa chỉ mail đây, contact.hovancuong@gmail.com. Tổ chức, doanh nghiệp, bầu show nào muốn book show thì gửi vô cái mail này ha. Mail này là Cường sẽ nhận show đó. Sở dĩ Xuân Mỹ nói đi nói lại bởi vì là bây giờ là ngoài việc học thì Cường nhận show, và chúng có nhiều người không biết nhận show ở đâu, không biết liên hệ show với Cường, book show với Cường ở đâu, thì đây là cái địa chỉ mail để mọi người book show. Mọi người là nên liên hệ ha, mọi người có book show thì liên hệ với Cường qua cái địa chỉ mail này.
Xuân Mỹ xin đọc lại contact.hovancường@gmail.com. Đó là bây giờ trên này thì nó có cái đường link kênh YouTube của Cường nữa nè. Cả nhà, đây là kênh, là trang fanpage chính của Cường. Rồi thông tin tiếp theo thì Xuân Mỹ cập nhật trang Hồ Văn Cường Fan Club. Khán giả Phạm Thu Hồng thì cũng có một cái bài thơ cách đây 3 giờ để Xuân Mỹ đọc cho mọi người nghe nha. Mỗi một lần thêm, cái tựa đề là mỗi một lần thêm nè, cái bài thơ nè. Đó. Giờ Xuân Mỹ đọc cho mọi người nghe nha. Thêm một lần vào nhật ký tuổi 20, như một mốc son của một thời thơ dại. Tháng 7 này con ra Hà Nội, nơi thành đô trái tim thấm sắc cờ. Thêm một lần vào nhật ký tuổi 20, để câu thơ mỗi ngày khôn lớn. Mỗi bước con đi, mỗi chặng đường in bóng. Tiếng hát ngây thơ cũng rắn rỏi hơn rồi. Thêm một lần vào nhật ký tuổi 20, bước nước biển xanh trời Quy Nhơn đầy nắng. Cất tiếng hát hòa cùng tiếng sóng, Quy Nhơn ơi Nam Bắc một nhà. Suốt những chặng đường Bác Hồ đã đi qua, thương nhớ Bác chúng ta chung nhịp bước. Cùng cầu Úc cất tiếng ca dìu dặt, miền Trung ơi khúc ruột ân tình. Thêm một lần vào nhật ký xinh xinh, thêm một mốc son của bóng hình nhỏ bé. Nụ cười hiền mà trái tim mạnh mẽ, cậu Út ơi năm tháng cuộc đời. Thêm một lần cho tuổi mộng đôi mươi, rồi mai đây chân trời rực sáng. Ngoảnh lại nhìn những bước chân thầm lặng, con lớn lên giữa triệu trái tim hồng. Tiếng hát vang xa khắp núi sông, của cậu Út Gò Công bé nhỏ. Tuổi 20 như vầng dương sáng tỏ, thổn thức lòng nhớ một thở xa xôi. Tháng 6 2023 và cái tấm ảnh Sonao của May thông báo show 2 tháng 7 của Cường. Và cái tấm ảnh tập thơ nhật ký tuổi 20 sưu tầm, đây là bìa trước của sứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường để lưu hành nội bộ. Trời, chỉ thiết kế luôn cái bìa của tập thơ này cả nhà. Đó. Thấy cưng không? Phải nói là fan của Cường á, rất là mỗi người có một cái tài năng sở trường ha. Ví dụ như chị Vi á, thì chỉ là họa sĩ, chỉ thiết kế những cái tấm ảnh rất là đẹp, thiết kế những cái tấm ảnh của Cường giống như lên khung vậy đó, ảnh đó mà rửa ra lên khung đẹp lắm cả nhà. Rồi có những bà, những mẹ, những chị làm thơ quá trời làm thơ luôn, và viết những cái quyển sách như chị mà cô Mai Lan ở Vĩnh Long cũng viết sách. Hôm nay thì cô khán giả Vĩnh Long bên Úc về mà xem show của Cường 28 tháng 5, thì chiều hôm nay cô sẽ ra sân bay và 11 giờ tối nay cô quay về Úc, và cô hẹn năm sau mà Cường có show, ví dụ như là đầu tháng cuối tháng gì đó, hai show liên tục gì đó, cô về cô ở rồi cô đi xem cỡ hai show của Cường cả nhà. Hôm bữa Xuân Mỹ có thông báo thì hôm qua bạn Nguyên cũng đã có thông tin là bạn Tony Bảo Phạm ở Mỹ gửi cho Cường show Quy Nhơn và show Hà Nội là mỗi show 5 triệu, là coi như gửi 10 triệu đó cả nhà. Như vậy là thêm một món quà nữa ha. Thêm một món quà của khán giả phương xa gửi cho Cường nữa. Đó, ở show Quy Nhơn và show Hà Nội. Hôm qua thì Xuân Mỹ hỏi thăm một bạn ở Hà Nội thì bạn ấy nói là trời Hà Nội mấy ngày nay có mưa rồi cho nên không khí bớt oi đi, bớt oi bức á cả nhà. Chứ tuần trước thì nóng lắm, nhưng mà hôm qua thì không khí đã dịu lại rồi nhờ những cái cơn mưa. Hôm qua thì Xuân Mỹ có làm một cái clip ngắn cho mọi người ngắm lại quà của cậu Út Gò Công. Của fan xanh chuối tặng cho cậu Út Gò Công đó cả nhà. Thì chúng ta thấy là tình yêu của khán giả, tất cả khán giả khắp nơi ha, yêu thương dành cho cậu Út Gò Công rất là nhiều, dành những món quà
Thật sự mà nói như hôm qua lúc mà Xuân Mỹ đi về quê ra vườn đó, các chị cũng có chia sẻ đó là rất là ngưỡng mộ chị Hương Trương. Hôm qua thì một cô khán giả ở Sài Gòn cũng gọi cho Xuân Mỹ, so với những tại vì là cô ấy cũng thấu hiểu hoàn cảnh của chị Hương Trương cho nên là rất khâm phục. Ngoài tức là những người mà có điều kiện, những người mà có điều kiện khá giả thì kinh tế dư giả thì không nói rồi, còn như chị Hương Trương là làm bên Mỹ làm việc rất là vất vả, một ngày làm 2 ca rồi lo cho ba mẹ mình, làm chị Hương Trương phải lo cho ba mẹ chị Hương Trương ở bên Mỹ rồi 2 đứa con nữa. Đứa con lớn thì cũng có chút việc làm phụ mẹ nhưng còn lo cho đứa con nhỏ đi học nữa. Mà chị ngoài cái thời gian làm việc, ngoài thời gian dành chăm sóc cho gia đình, chị Hương còn dành hết trơn cái khoảng thời gian của mình, tức là cái tâm trí và thời gian của mình dành cho Cường, viết những bài chia sẻ cảm xúc rất là dạt dào, rất là đong đầy cái tình yêu thương gửi đến cho Cường cả nhà. Hôm qua thì Xuân Mỹ có cho mọi người xem tấm hình của chị Hương Trương rất dễ thương, mà đội cái đầu tóc giả màu xanh đột chuối để đi bên bệnh viện tổ chức, mỗi một ngày là trang phục, một ngày trang phục độc lạ, một ngày trang phục thể thao, một ngày là trang mẫu tóc đó, rất dễ thương ha cả nhà. Rồi đó là thông tin trên trang fan quay Hồ Văn Cường xanh đột chuối ha. Các bạn cũng đăng show của anh Sơn ở Bình Định thì cũng đã có treo poster rồi nè cả nhà, ở trung tâm hội nghị Bình Định nè, show diễn của anh Sơn và Cường cũng đã có treo poster rồi ha. Rồi có một khán giả trên trang Hồ Văn Cường Fan Club cũng đi lại trung tâm hội nghị rồi nè. Có một cô cũng đi lại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, một sở thị rồi đó. Hôm trước là Xuân Mỹ cho mọi người xem ở trên Google, còn bây giờ là cô ấy đã đến trực tiếp rồi nè. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc số điện thoại của show Bình Định cho mọi người nha. Show Bình Định có Cường đây mọi người, bây giờ đặt vé còn một tuần nữa đặt vé vẫn kịp nha. Nè số điện thoại nè, 0903 173 788, 0898 990 712, đó là số của đặt vé của show Quy Nhơn. Còn show Hà Nội thì hết rồi, không còn để mà đặt. May mà muốn kê thêm ghế cũng không được, bởi vì nhà hát Đại Nam là thiết kế bao nhiêu ghế là bao nhiêu ghế. Có thể thêm 1-2 ghế gì ở cái cuối á, ở cuối thì nó có một cái khoảng trống trống nhỏ nhỏ thì kê thêm, hoặc ở trên gác thì ở trên tầng trên thì còn, trên tầng lầu thì còn được. Và cái trung tâm, cái khu biểu diễn của Cường là ở lầu 2 nha mọi người, ở lầu 2 của nhà hát Đại Nam tầng 2 á. Rồi còn số của Xuân Mỹ là 0913 136 109, khán giả muốn kết nối với FC miền Nam thì gọi cho Xuân Mỹ ha. Việc mà nhà hát Đại Nam hết vé trong cái show diễn ở Hà Nội thì
mấy trang báo điện tử cũng có đăng tin show Hà Nội cháy vé. Ban fan Hồ Văn Cường đề nghị ban tổ chức đêm nhạc kiến nghị là mở rộng ha, chọn điểm mở rộng. Rồi Hồ Văn Cường xứng danh hoàng tử phòng vé sau khi mà vé của đêm diễn Hà Nội sold out. À, người hâm mộ đặt luôn biệt danh là hoàng tử phòng vé. Đây là những cái bài mà Xuân Mỹ cũng đã có đọc cho cả nhà nghe, thì cũng xoay quanh cái việc hết vé. Và fan của Cường thì khát khao mua thêm vé để khát khao có thêm vé để xem. Nhưng mà vé mở rộng là mở rộng cái vé bình dân. Nhưng mà Xuân Mỹ chia sẻ với mọi người cái mở rộng cái vé bình dân như ở cái Lava Lay là cái bài học kinh nghiệm. Mở rộng cái vé bình dân là loại 650 ở tuốt đằng sau á mọi người. Cái sân khấu Lava Lay nó không có bậc tam cấp, cho nên là ngồi ngang với nhau, là ngồi đằng sau nhìn thấy ót của người ngồi đằng trước, không có thấy được ca sĩ, vì cái sân khấu của ca sĩ cũng không có cao, sân khấu của ca sĩ cũng thấp, cho nên mà ngồi cũng không có thoải mái, xem show không thoải mái. Xem show đúng là xem gạp như tòa nhà Ambilex ở 62 Trần Quang Khải gì đó, cũng may Sài Gòn, ở ngay Sài Gòn. Còn ở Đà Lạt thì cũng có bậc tam cấp, cũng có dốc, ngồi ở trên dốc và đứng dài xuống như vậy thì nhìn xuống sân khấu mới thấy rõ ca sĩ cả nhà. Đi dù là Xuân Mỹ rất thương các bà, các mẹ, các cô, nói chung là thương khán giả đã bỏ tiền ra xem show thì phải thấy rõ ca sĩ hát và xem trong cái không khí là thoải mái, chứ không phải là mình chen vô đó, mình chen chút vô đó nực nội mồ hôi mồ kê rồi. Cái đó là đi xem hát thời bao cấp, nó không có như gạp mà xem ngoài trời chen chút với nhau, xem cái màn ảnh rộng tuốt. Cái đó Xuân Mỹ có đi xem hồi nhỏ chen lấn á, mà là mình mà lùng ịt nhỏ xíu á, mình vô mình cũng không đi lên trước được, mình toàn là nhìn lưng nhìn mông của mấy người ngồi, mấy người đứng trước không à. Thành ra là chúng ta đã nói là bỏ tiền đi xem show, mua vé xem show thì phải ngồi ở vị trí thoải mái, cho nên các bà các mẹ hãy để dành tiền gom, thay vì mua một vé 650 mua coi show thì chúng ta để dành tiền 3-4, ví dụ như 3 show 650 là chúng ta được 1.9 triệu, 2 triệu là chúng ta mua cái vé VIP, chẳng thà như vậy. Gom tức là gom gạo, cái này Xuân Mỹ nói thiệt cho các bà các mẹ bình dân, mua giá bình dân đó. Thay vì mình đi show bình dân thì mình để dành tiền mình gom gạo 3 show bình dân của 650, mình gom lại là thành bao nhiêu? 2 triệu. Mình được 2 triệu, mình mua cái vé VIP, mình ngồi ở tầng trên, ở khúc trên mình xem rõ cầu Út Gò Công và âm thanh rồi thoải mái, mình ngồi mình xem thoải mái đó. Và Xuân Mỹ, quan điểm của Xuân Mỹ rất rõ ràng, văn nghệ là phải có tầng như vậy, ngồi tầng như vậy, chứ mà cái chỗ Bến Thành cũng không êm nữa. Phòng trà Bến Thành thì quá chật chội và âm thanh cũng không có good, trong khi là tòa nhà Ambilex quá tuyệt vời. Cho nên là mình ủng hộ cậu Gò Công là đẳng cấp, mình chọn những cái rạp hát như vậy cũng đẳng cấp của ca sĩ, cũng được nâng lên cái tầm, cái giá trị của người ca sĩ cũng hát cho mọi người nghe cũng được nâng lên. Bây giờ xem show nó khác với thời bao cấp, cho nên mọi người cái suy nghĩ của mọi người đừng có nghĩ là đem ra ngoài trời mở rộng vé rồi cho mọi người tụ họp vô đó đông thì may lời, chứ mọi người không có lời đâu. Mọi người đi bỏ tiền ra mọi người xem show mà mọi người không có cảm giác thoải mái thì là mình đâu có lời, đúng không? Còn dĩ nhiên mình xem show, mình gặp idol, mình thưởng thức tiếng hát trực tiếp của idol thì mình phải ngồi ở trong một cái không gian rộng rãi thoải mái, và tầm nhìn của mình nhìn xuống ca sĩ rõ ràng, ai ngồi ở đâu, vị trí nào cũng nhìn thấy ca sĩ biểu diễn, đó mới là đi xem show đó cả nhà. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, không phải như thời bao cấp, cho nên các bà các mẹ đừng có suy nghĩ là mở rộng cái khuôn viên diễn ra, đi ra ngoài sân, ngoài trời, sân khấu ngoài trời rộng rãi rồi rồi mở rộng thêm ghế vé bình dân cho mấy các bà các cô xem, mua xem được Cường. Không phải, cái đó là ý của các bà các cô suy nghĩ thôi, nhưng mà suy nghĩ của Xuân Mỹ là vậy. Đã đi xem show phải ngồi trong một cái không gian thoải mái và lựa chọn những vị trí biểu diễn, và từ đây về sau Xuân Mỹ theo Xuân Mỹ biết đó cho mọi người đó, thì Cường sẽ lựa chọn những cái điểm diễn thỏa thuận điểm diễn với bầu show, trừ khi là diễn những cái điểm diễn mà như ở ngoài đảo, ra ngoài đảo Lý Sơn thì không có cái tòa nhà biểu diễn nào. Còn nếu ở trong đô thị
thì sẽ lựa chọn những nơi mà biểu diễn mà có cái dạng như là hội trường, tòa nhà, trung tâm hội nghị tỉnh, đồ Bình Định, đồ Anh Sơn đã chọn. Cả nhà thấy không, đã làm show thì phải đẳng cấp như vậy, nó xứng tầm với cái ca sĩ mà mình yêu thích. Còn giá vé thì Xuân Mỹ gợi ý cho mọi người vậy thôi nha. Xuân Mỹ cũng đâu có đi xe đi show liên tục đâu, Xuân Mỹ mới đi 2 show nhưng mà đi show mua vé VIP đó. 2 show là Xuân Mỹ mua vé VIP chứ không có mình đừng có nói là mình không có điều kiện. Mình không có điều kiện mình sẽ tính cách khác, mình không có điều kiện mình bỏ ống heo. Mình bỏ ống heo thay vì là mình đi show 3 show mà mình mua vé 650 thì mình bỏ ống heo đi, mình mua, mình gom 3 show đó mình đi thành một show, mình mua vé VIP 2 triệu ha cả nhà. Đó là cái gợi ý của Xuân Mỹ, cái đó là quan điểm suy nghĩ của Xuân Mỹ. Các bà các mẹ làm theo thì làm, không làm theo thì thôi, nhưng đừng lên đề nghị may đưa ra sân khấu ngoài trời mở thêm ghế bình dân, không có đâu. Không có nên như vậy, bởi vì La Valley là bài học kinh nghiệm lớn nhất trong cái live tour của Cường, cho nên lần này Cường suy nghĩ rồi và Cường cũng suy nghĩ lại. May cũng có mời ký tour tiếp nhưng mà sắp tới là Cường suy nghĩ và lựa chọn, có lựa chọn. Rồi ở đây Xuân Mỹ nói thêm, cái poster ở Hà Nội cho tới giờ chưa thấy poster, nhiều khán giả nói Cường nói có poster cũng được, không có poster cũng không sao, bởi vì vé bán hết rồi cả nhà. Thật sự mà nói, ở Hà Nội thì các bà các mẹ đã mua vé ủng hộ hết rồi, cần gì poster nữa, treo poster lên người ta hỏi vé cũng không còn đó. Tức là như poster mà treo như ở Cần Thơ thì show Hà Nội sẽ không có đâu, không có treo đâu. Mình có đề nghị giờ nhưng mà Cường không có đề nghị may treo poster ở Hà Nội nha mọi người. Đó là cái thông tin mà Xuân Mỹ nắm được. Xin chúc mừng cậu Út Gò Công là có thêm một khán giả phương xa tặng quà là bạn Tony Nguyễn ha, tặng cho mỗi show. Bạn ấy nói là Cường rất dễ thương cho nên cứ mỗi show là bạn ấy tặng 5 triệu, mỗi show 5 triệu, và show sắp tới 30 và show 1 tháng 7 và 2 tháng 7 là 10 triệu, mỗi show 5 triệu. Xuân Mỹ xin nhắc lại số điện thoại Zalo của Xuân Mỹ là 0913 136 109. Mọi người muốn kết nối với FC thì kết bạn Zalo với Xuân Mỹ nha. Xuân Mỹ sẽ kết nối mọi người với FC miền Nam để mọi người một vụ bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang tin an ninh trật tự cả nhà. Một vụ án đau lòng ở Đồng Nai mà tài xế bị cho nghỉ việc thì quay trở lại sát hại chủ của nhà xe. Sự việc xảy ra ở Đồng Nai nhưng mà hành vi này hết sức là côn đồ dã man cả nhà. Tại vì là người ta nói cái cánh cổng này đóng thì cánh cổng khác mở, không có việc này thì mình, mà tài xế thì không lái cho công ty này thì sẽ lái cho công ty khác. Bây giờ là nhu cầu lái xe cũng nhiều mà người ta cho mình nghỉ xong mình ôm hận thù, mình quay trở lại mình trả thù mình, mà cái này là trả báo quán chứ không phải là. Tại vì là người ta, lúc mà người ta thuê mà cái người tài xế này á thì người ta cho ăn ở trong nhà luôn, cho nên là uất ức. Để Xuân Mỹ đọc sự việc xong Xuân Mỹ sẽ cho mọi người một số ý kiến. Bị cho nghỉ việc, tài xế quay lại sát hại 3 mạng người, cả nhà thấy tự nhiên đưa mình vào vòng lao lý. Người này á thì Xuân Mỹ nghĩ á, là có thể là mức án cao nhất là tử hình đó cả nhà, Xuân Mỹ đoán thôi nha. Rồi đây, cái tin được đăng trên báo Công an Nhân dân đàng hoàng nha. Vụ việc xảy ra khi Bùi Văn Phú Hiệp, sinh năm 88, ngụ ở Định Quán, đi xe máy tới nhà anh Nguyễn Công Đạt, chủ nhà xe DH ở huyện Vĩnh Cửu. Tại đây thì Hiệp dùng dao tấn công cha anh Đạt, làm ông Nguyễn Công Đài, sinh năm 60, và vợ anh Đạt là chị Phạm Thị Hằng, sinh năm 91, cùng ấp 2, xã Hiếu Lâm. Hậu quả thì ông Đài tử vong tại chỗ, chị Hằng được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Ngay sau đó thì Hiệp tiếp tục lên xe máy chạy đến nhà
xe TB ở thành phố, ở khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa để gây án. Khi tới nơi thì Hiệp vào phòng chị Nguyễn Thị Quý, sinh năm 80, đòi mượn điện thoại rồi bất ngờ dùng dao tấn công khiến chị Quý bị thương nặng tử vong sau đó. Ngay khi gây án thì Hiệp dùng dao định dùng dao đăng xuất nhưng mà được người dân cấp cứu. Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an Đồng Nai có mặt tại hiện trường và khám nghiệm hiện trường, điều tra. Bước đầu xác định Hiệp là tài xế của nhà xe DH, do ăn già được ăn ở chung với gia đình anh Đạt. Cách đây khoảng một tuần thì anh Đạt cho Hiệp nghỉ và đi nơi khác sinh sống, nên ngay sau đó Hiệp quay về gây án. Rồi trường hợp mà Hiệp sát hại chị Quý thì đó đã có do mâu thuẫn trước đó đó cả nhà, thấy không? Con người ôm cái hận, ôm cái hận trong lòng. Cái nhà xe mà cái chị Quý này bị hắn ta sát hại là cái nhà xe trước đó nữa. Hắn nghỉ làm xong rồi hắn đến làm việc cho nhà xe của anh Đạt. Anh Đạt này nuôi hắn ở trong nhà, nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà là đúng đó cả nhà. Không có bởi vậy là một bài học kinh nghiệm nữa nè, một bài học kinh nghiệm cho những người giàu, những người chủ doanh nghiệp thuê người á, đừng bao giờ cho họ ở chung với trong nhà mình, bất khả kháng thôi. Ví dụ như thân tín, mà thân tín bây giờ cũng không có tin được nữa cả nhà ơi. Thật sự mà nói, Xuân Mỹ nói, chẳng thà để cho người ta ở trọ gần đó hay ở trọ đâu đó, rồi trong ngày người ta sáng người ta đến làm việc cho gia đình mình, chiều người ta đi về, tối mình đóng cửa mình ngủ trong nhà cho nó yên. Chứ mà mình nuôi, thật sự có rất là nhiều vụ án xảy ra do mình nuôi người làm trong nhà mà nó xảy ra chuyện đó. Đây là một cái vụ hết sức cũng đau lòng, và xin chia buồn với gia đình của anh Đạt cũng như là gia đình chị Quý, ba nạn nhân ôm trong lòng cái thù hận mà không biết là khi mà mình bị cho nghỉ việc như vậy, mình phải soi xét lại chính bản thân mình xem bản thân mình đã làm tốt việc chưa, đúng không cả nhà? Bản thân mình đã nỗ lực cố gắng chưa? Bản thân mình đã gây ra chuyện gì mà người ta cho mình nghỉ việc? Không tự nhiên mà một người công nhân tốt mà ông chủ ông cho nghỉ chân á, đúng không cả nhà? Cả nhà suy nghĩ không? Không có bao giờ một người mà làm việc tốt có năng lực mà người ta cho nghỉ hết. Phải có vụ việc gì đó thì không có soi xét lại mình mà đi gây thù, đi ôm hận với cái người chủ của mình rồi gây ra một vụ thảm án như vậy, và cuối cùng là vướng vòng lao lý, để lại bao nhiêu hậu quả cho người ta, nỗi đau mất cha mất vợ đó. Trong xã hội này nó như vậy đó cả nhà. Xuân Mỹ cũng lại chợt nhớ một cái câu: lành dữ phải đâu là sẵn tính, phần nhiều do giáo dục mà ra. Sinh ra trong một môi trường gia đình rồi gặp sống trong cái xã hội, ở như có gần ở gần những cái người mà không tốt thì thực chất là tiêm nhiễm rồi đủ thứ chuyện, nói chung là học hành không đến nơi đến chốn, rồi gặp giáo dục không kém nữa thì suy nghĩ những cái rồi sẽ suy nghĩ ra những cái điều tiêu cực và ôm hận trong lòng miết, không có giải tỏa, không buông bỏ được, không có suy nghĩ thông thoáng được thì sẽ gây ra những cái chuyện mà gây hậu quả khó lường. Mà đó cũng là Xuân Mỹ tin vào số mệnh đó nghe cả nhà, đó cũng là số mệnh đó. Như hôm qua Xuân Mỹ chia sẻ với mọi người đó, cái vụ ở tàu Titan đó, đi tham quan, đi xuống lòng đại dương để tham quan xác tàu Titanic, mà không biết suy nghĩ của các cái nhà giàu đó kiểu gì, cái xác tàu nó có cái gì. Xác tàu đắm là một cái khối sắt mục rũng ở dưới đáy đại dương, mà cái vụ đó là cái vụ mà gây chết người nhiều, mà như một cái chị nói là âm khí quá trời, mà tự nhiên đi xuống dưới đó thám hiểm làm gì rồi mà xảy ra vụ nổ đó. Rồi ông thuyền trưởng và con trai cùng đi trên tàu ngầm đó ra đi luôn cả nhà. Đó, trong cuộc sống nó có những cái rủi ro và chúng ta phải tin vào số mệnh nữa. Số mệnh mỗi người sinh ra là đã có một cái ngôi sao định mệnh sắp đặt cho mình rồi. Có thể là cái duyên, cái số của chúng ta dịu mến cường mà chúng ta gặp nhau đó. Xuân Mỹ có cũng cái tinh thần là yêu mến cường, muốn bảo vệ cho cường, cho nên Xuân Mỹ mới gặp mọi người trên đây.
Đó là như vậy, đó là thông tin mà Xuân Mỹ muốn gửi đến quý khán giả hôm qua video hôm nay ha. Xuân Mỹ mong là mọi người chúng ta trong cuộc sống hãy bất kỳ có việc gì chúng ta cũng phải suy nghĩ nhẹ nhàng và hãy buông bỏ bớt những cái gì xảy ra ngày hôm qua đi, để sống ở hiện tại cho nó nhẹ nhàng vui vẻ. Và vui nữa là chúng ta vào nghe nhạc của kênh Hồ Văn Cường Official ha. Đó, vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thản khi nghe nhạc, buông bỏ hết đó, vào đây nghe nhạc ủng hộ cậu ấy. Ai đi show được thì chuẩn bị đi show, còn ai không đi show thì nghe nhạc tăng view cho cậu gò công. Rồi Xuân Mỹ xin kết thúc video ở đây, và Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ, và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Like để động viên tinh thần cho Xuân Mỹ. Rồi xin một lần nữa chúc mọi người cùng gia đình cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hẹn những video sau ạ.